Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai của tôi. Và video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người tình hình tại khu vực chợ Tam Hòa vào buổi chiều và khu vực chợ Tân Mai vào chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2022. Khu vực tôi đang đi là khu vực hướng từ cầu Suối Linh đi vào trong khu vực giáo xứ Bùi Thái. Vào lúc này là khoảng 5 giờ 35 phút vào buổi chiều. Và tính đến thời điểm này, ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai vẫn diễn biến rất phức tạp. Trong 24 giờ qua, số ca ghi nhận tại Đồng Nai là 1.300 ca, cả test nhanh và PCR. Khu vực có số ca dương tính đông nhất vẫn đang là thành phố Biên Hòa, 565 ca. Tiếp đến là các khu vực như Trảng Bom 144, Tân Phú 130, thành phố Long Khánh 116, huyện Long Thành 129, huyện Nhân Trạch 108, huyện Vĩnh Cửu 62 và Xuân Lộc 56. Buổi chiều thì mọi người thấy là vẫn có buôn bán nhẹ, không tấp nập như buổi sáng. Đây có một cái bách hóa xanh. Đây khu vực chỗ này là khu vực giáo xứ Bùi Thái. Giờ tôi sẽ rẽ xuống hướng đi ra đường Phạm Văn Thuận. Đây khu vực chỗ này tập trung các hàng ăn uống vào buổi chiều tối. Tại đây có các món như là gỏi cuốn, bún thịt nướng. Đây là khu vực vào bên trong phía chợ Tam Hòa. Tình hình là chợ chiều tại Tam Hòa rất là vắng, không có đông. Ở khu vực chỗ cầu chỗ này hay kẹt xe, lý do là cửa hàng buôn bán lấn ra bên ngoài rất là nhiều nên là khu vực chỗ này hay kẹt xe. Buổi sáng nếu như mọi người đi thì mọi người có thể thấy là có xe trật tự đi dọc bên đây để cho mọi người dọn gọn vào phía bên trong. Ở khu vực chỗ này tập trung một số tiệm vàng như là tiệm vàng Đức Thịnh, Quốc Bảo, Hoàng Anh. Đây là tiệm vàng Quốc Bảo. Đến đây thì tôi sẽ rẽ tay phải vào đường Phạm Văn Thuận hướng đi về thành phố Biên Hòa. Tại khu vực chỗ này thì phía bên tay phải mọi người có thể thấy là khu vực này bán heo quay, vịt quay rất là nhiều. Và đây là khu vực thuộc hai phường Bình Đa phía bên tay trái và phường Tam Hòa phía bên tay phải. Lúc này thời tiết hơi âm u. Và qua khỏi khu vực này thì thuộc phường Tam Hiệp.
Đây là khu vực có tên là Dốc Thăng Long. Đến lúc này thì khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa, số ca cách ly F0 tại nhà vẫn đang là rất cao, 2.000 ca. Còn tổng số ca F0 đang cách ly toàn tỉnh là 6.000 ca. Đây là khu vực thuộc giáo xứ Bùi Vĩnh. Tại đây có một số tiệm như là bột chiên, gỏi cuốn và cúc chiên. Khu vực đường Phạm Văn Thuận ở góc chỗ này cho đến khu vực Tân Mai và Wincom thì tập trung rất là nhiều quán cơm tấm. Và bữa nay khu vực giáo xứ Bùi Hiệp chỗ này có mở thêm một số tiệm đồ nướng đậu băng chuyền. Đây là khu vực giáo xứ Bùi Hiệp và tại đây có một tiệm cơm tấm lá dứa. Và khu vực ngay chỗ này người ta hay gọi là quận Đức Tu, rẽ vào tay phải chúng ta đi thẳng ta sẽ đến được giáo xứ Bùi Hưng. Và khu vực quận Đức Tu lúc này được đổi tên là chợ Tam Hiệp. Chợ Tam Hiệp tối thì có bán bún riêu như là hột vịt lộn, cút nướng và một số đồ khô, mực nướng. Khu vực ngã ba đèn xanh đèn đỏ chỗ này rẽ tay phải chúng ta sẽ đi vào đường Đoàn Văn Cự hướng đi ra bệnh viện Đồng Nai mới rất là gần. Và phía bên tay phải mọi người có thể nhìn thấy đó chính là công ty Bitip. Đường xá thành phố Biên Hòa lúc này cũng rất là đông vui và nhộn nhịp trở lại. Và đây là khu vực phía bên tay trái là trường trung học cơ sở Tam Hiệp và phía bên tay phải là giáo họ Biệt Lập Phan Sinh và ngày xưa là Sóng Cùi. Ngay góc ngã ba chỗ này rẽ tay phải chúng ta sẽ đi vào khu vực giáo xứ Đa Minh hoặc là dòng Đa Minh Tam Hiệp. Đường xá vào buổi chiều thì mọi người có thể thấy là mây không có trong xanh như buổi sáng và lúc này là hoàng hôn chuẩn bị lặn xuống. Khu vực chỗ này là khu vực thuộc Tân Mai và đây là khu vực bán đồ nội thất rất là nhiều.
tập trung bán các đồ nội thất như bàn ghế cũng như là các tủ. Và tại khu vực chỗ này rất là nhiều ngõ và chúng ta sẽ đi thông qua được rất là nhiều nơi. Và khu vực phía bên tay trái của chúng ta đó chính là khu vực chợ Tân Mai. Chợ Tân Mai đây, mọi người quan sát đây, tập trung rất là đông vui. Khu vực chợ Tân Mai vào buổi chiều thì bán một số đồ như là bún, bún tươi cũng như là bánh phở, bánh cuốn, bánh hỏi. Và đây là khu vực cũng bán đồ nội thất rất là nhiều. Đây, ngay góc xe hơi nhìn qua phía bên tay trái, chúng ta có thể đi vào khu vực giáo xứ Tân Mai. Khu vực chỗ này là khu vực thuộc giáo xứ Tân Lộc. Đây, ngay cổng chỗ này phía bên tay phải chúng ta sẽ rẽ vào là vào giáo xứ Tân Lộc. Và lúc này thì mọi người có thể thấy là mặt trời đang lặn và hoàng hôn đang buông xuống. Và lúc này thì khoảng gần 6 giờ. Khu vực tiếp theo chúng ta tiến đến đó chính là khu vực ngã tư Vincom. Và ngay góc chỗ này có một khách sạn Aura, khách sạn 4 sao. Và kế bên là trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Còn đây là ngã tư Vincom. Đây, khu vực chỗ này mọi người thấy là mặt trời chiếu vào khu Vincom về lúc hoàng hôn, nhìn cũng rất là đẹp. Đây là khu vực ngã tư Vincom hay còn gọi là ngã tư Lạc Cường ngày xưa. Khu vực chỗ này phía bên tay phải của chúng ta là thuộc phường Tân Tiến và phía bên tay trái là thuộc phường Thống Nhất. Tại Đồng Nai thì có hai nơi có chung một điểm là Thống Nhất, một là phường Thống Nhất và hai là huyện Thống Nhất.
Đây, khu vực chỗ này người ta hay gọi là cầu Mương Sao. Và đến đây tôi xin dừng video ở đây. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe. Nếu mọi người yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.